Tại sao có trận hải chiến Midway? Sau khi giành được những thắng lợi to lớn từ cuộc đánh úp Trân Châu Cảng, nơi tập kết của hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, với vị thế siêu cường châu Á thời điểm đó, cùng với tham vọng làm bá chủ của cả khu vực thông qua khẩu hiệu khối thịnh vượng chung Đại Đông Á, Nhật Bản chắc chắn sẽ chẳng bao giờ muốn dừng lại chỉ bằng một chiến thắng trước hải quân Mỹ. Những bước đi tiếp theo nằm trong ý đồ thôn tính khu vực Thái Bình Dương rộng lớn đã được nội các Nhật Bản vạch ra và ráo riết triển khai. Bên kia đại dương, những mất mát to lớn từ thất bại ở Trân Châu Cảng như một cú tát trời giáng vào danh dự của một gã khổng lồ như Mỹ, làm cho lòng tự trọng của một siêu cường thế giới bị tổn thương nghiêm trọng, nên Mỹ sẽ chẳng bao giờ ngồi yên chịu thiệt. Sau cuộc tấn công Trân Châu Cảng, Mỹ chính thức tuyên chiến với Nhật Bản vào ngày 8 tháng 12 năm 1941. Vài tháng sau đó, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt đã hạ lệnh tiến hành một cuộc không kích vào Nhật Bản, khởi đầu cho quá trình trả đũa của Mỹ. Dự án hàng không số 1 được tiến hành, hay còn biết đến với biệt danh cuộc không kích Doolittle, với kế hoạch táo bạo là đánh thẳng vào Tokyo và một vài thành phố khác của Nhật Bản. Kết quả cuộc không kích đã làm phá hủy và hư hại nhiều tòa nhà, vài cơ quan đóng vai trò thiết yếu khác của Nhật Bản. Tuy không gây tổn thất nhiều đến sức mạnh quân sự của Nhật, nhưng niềm tin của người dân cũng đã bị lung lay vì họ luôn tin rằng không ai có thể đụng đến lãnh thổ của họ. Và Doolittle đã chứng minh đó là một niềm tin sai lầm. Ít tuần sau đó, nằm trong âm mưu bành trướng của mình, Nhật đã tiến hành tấn công Úc ở trận Kuroshi, hay còn gọi là trận chiến biển san hô. Tuy nhiên, động hướng tấn công của quân Nhật đã bị tình báo Mỹ giải mã thành công, nên hai quân Mỹ đã có kế hoạch tác chiến. Sau trận đánh, tuy nhận về nhiều tổn thất hơn, nhưng Mỹ đã phá tan kế hoạch đánh Úc của Nhật và tạo ra những lợi thế trên mặt trận Thái Bình Dương sau này. Sau cuộc không kích Doolittle và trận biển san hô, nhận thấy những nguy cơ từ các cuộc đánh nhanh rút gọn của các tàu sân bay Mỹ, đồng thời đã khôi phục lòng tin với quân đội và nhân dân Nhật, và cũng để ngăn chặn những cuộc ném bom tiếp theo chắc chắn sẽ xảy ra, Đô đốc Isoroku Yamamoto quyết định chọn mục tiêu tiếp theo là đảo Midway. Midway, một rạn san hô nhỏ ở cực tây bắc chuỗi đảo Hawaii, nằm cách bờ biển San Francisco, Mỹ khoảng 5.200 km, cách Tokyo, Nhật Bản khoảng 4.100 km. Midway có vị trí quân sự vô cùng quan trọng đối với Mỹ, vì đây là nơi tiếp nhiên liệu cho các chuyến bay xuyên Thái Bình Dương, là tiền đồn bảo vệ vùng duyên hải phía tây của nước Mỹ. Trong suy nghĩ của Yamamoto, Midway nằm ngoài tầm bắn hiệu quả của hầu hết các máy bay Mỹ đóng trên các hòn đảo chính ở Hawaii, và ông cho rằng người Mỹ sẽ coi Midway là một tiền đồn quan trọng của Trân Châu Cảng, nơi mà các tàu ngầm từ Trân Châu Cảng có thể tiếp nhiên liệu và tái cung cấp lương thực, do đó họ sẽ ra sức bảo vệ nơi này. Đô đốc Yamamoto tin rằng cuộc tiến công vào Midway sẽ buộc Mỹ phải điều binh hỗ trợ từ Trân Châu Cảng, qua đó có thể lôi kéo hạm đội Mỹ vào một cuộc phục kích. Cú đánh vào Midway sẽ buộc người Mỹ phải tìm giải pháp thương lượng nhằm chấm dứt chiến tranh, và như vậy người Nhật có thể rảnh tay thành lập khối thịnh vượng chung Đại Đông Á. Bên cạnh đó, việc chiếm Midway sẽ là bước chuẩn bị cho các chiến dịch kế tiếp, đồng thời thúc đẩy chiến dịch đánh chiếm Hawaii. Tuy nhiên, kế hoạch của Nhật Bản đã có những sai lầm chết người, đặc biệt trong bối cảnh quân Nhật đã có sự đánh giá sai lệch về khả năng phục hồi tiềm lực quân sự của Mỹ sau những trận chiến trước đó, đặc biệt là sau thất bại Trân Châu Cảng. Và một trong những chiếc tàu sân bay của Mỹ mà Nhật cho là đã bị đánh chìm, nhưng thực chất đã được sửa chữa nhanh chóng một cách thần kỳ, âm thầm trở lại chiến đấu, cùng với việc Mỹ đã nắm được những ý đồ và bước đi tiếp theo của quân Nhật. 3 tháng trước trận Trân Châu Cảng, cơ quan tình báo hải quân Mỹ phát hiện người Nhật sử dụng một bộ mật mã có tên JN25B, sử dụng các bài thơ cổ từ thế kỷ thứ 10 ở Nhật làm bộ khung cho mật mã, có pha trộn với một số ngôn ngữ địa phương, trong đó có những thuật ngữ không còn được nhiều người Nhật sử dụng. Do tính chất cực kỳ phức tạp không tài nào giải được, nên Mỹ đã bị đánh úp ở Trân Châu Cảng. Nhưng lần này, bằng những nỗ lực và quyết tâm, tình báo Mỹ đã giải được một điện văn cho thấy Yamamoto ra lệnh điều một lực lượng rất lớn bao gồm nhiều tàu sân bay, thiết giáp hạm, tàu khu trục cùng hàng trăm máy bay đến một địa điểm được gọi là AF. Sau những suy luận và tranh cãi của ban tham mưu hải quân Mỹ mà không thể xác định chính xác vị trí AF là nơi nào, thì tình báo Mỹ thu được một bản tin mới cũng được mã hóa bằng JN-25B, phát đi từ một máy bay trinh sát của Nhật bay gần đảo Midway. Điều này làm cho phía Mỹ đặt ra nghi ngờ AF chính là Midway. Nhưng để chắc chắn, Mỹ đã gửi một công điện giả về Trân Châu Cảng và cố tình để Nhật có thể giải được. Nội dung là Midway đang thiếu nước ngọt trầm trọng. Và đúng như dự tính, sau khi nghĩ rằng mình đã có được một thông tin mật từ phía đối thủ, chỉ 3 tiếng đồng hồ sau, một bản tin từ Bộ Tư lệnh Hải quân Nhật đã được mã hóa JN-25B gửi hạm đội Nhật ở Thái Bình Dương. AF đang gặp phải vấn đề khó khăn trong việc cung cấp nước ngọt. Lực lượng tấn công cần chú ý và lập sẵn kế hoạch về chuyện này. Không còn nghi ngờ gì nữa, vị trí AF trong bộ mật mã JN-25B chính là Midway, và người Mỹ đã biết mình cần phải làm gì. Trong khi Hải quân Nhật tiến hành giăng bẫy cho cuộc tập kích Midway từ thông tin có được trước đó, thì họ đã không ngờ rằng chiếc bẫy đó lại nằm trong một chiếc bẫy khác to hơn từ phía Hải quân Hoa Kỳ.
và một trong những trận hải chiến ác liệt nhất trong Thế chiến thứ hai tại chiến trường Thái Bình Dương đã diễn ra từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6 năm 1942. Kết quả Nhật Bản phải nhận những tổn thất hết sức nặng nề và được xem là thất bại khi mất tổng cộng 4 tàu sân bay, 1 tuần dương hạm, 248 máy bay bị bắn rơi với hơn 3.000 người hy sinh. Về phía Mỹ, con số này chỉ là 1 tàu sân bay, 1 tàu khu trục, 150 máy bay và hơn 300 người hy sinh. Cũng trong trận Midway, rất nhiều phi công thiện chiến Nhật Bản đã không quay về, mà theo lời đô đốc Yamamoto, tôi đào tạo họ trong một năm để mất họ chỉ trong một ngày.